Chương 7. Duy trì những tiêu chuẩn tu hành. Đây là những gì tôi bảo các chư tăng: đừng bỏ những sự tu hành căn bản của các bạn, ăn ít, nói ít, ngủ ít, kiềm thúc, điềm tĩnh và tách biệt, kinh hành và ngồi thiền đều đặn, họp mặt thường xuyên vào những giờ nhất định. Hãy nỗ lực thực thi những điều này. Trong buổi họp hàng năm sau kỳ thi Phật pháp, chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của việc hoàn tất những bổn phận trong tu viện, những bổn phận đối với các vị thầy. Những bổn phận này giúp chúng ta đoàn kết, cho phép chúng ta sống thuận hòa với nhau. Chúng cũng giúp cho chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau, và như thế sẽ ích lợi cho cả cộng đồng. Trong tất cả những đoàn thể từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, bất kể là dưới hình thức nào, nếu các thành viên không tôn trọng lẫn nhau, họ không thể thành công. Dầu đó là đoàn thể của người xuất gia hay tại gia, nếu họ thiếu lòng tôn trọng đối với nhau, họ sẽ không đoàn kết. Sự phóng túng sẽ phát sinh và sự tu hành sẽ thoái hóa dần. Đoàn thể những người tu hành của chúng ta đã sống ở đây gần 25 năm rồi. Nó vẫn tiếp tục phát triển, nhưng nó có thể suy đồi. Chúng ta phải hiểu điều này. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều cảnh giác, tôn trọng lẫn nhau và tiếp tục duy trì những quy định trong sự tu hành, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sống rất hài hòa. Sự tu hành của chúng ta sẽ đẩy mạnh sự phát triển Phật pháp trong một thời gian rất lâu. Học và hành phải đi đôi với nhau. Đạo Phật đã phát triển rộng lớn bởi vì sự nghiên cứu và thực hành đi đôi với nhau. Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu kinh điển một cách qua loa, sự buông lung sẽ nảy sinh. Năm đầu tiên ở đây, chẳng hạn, chúng ta có 7 vị tăng tham dự kỳ an cư kiết hạ. Và lúc đó tôi nghĩ, mỗi khi chư tăng bắt đầu học hỏi Phật pháp để chuẩn bị cho kỳ thi, thì sự tu hành của họ xuống dốc. Tôi cố tìm hiểu lý do. Tôi bắt đầu giảng dạy những vị tăng tham dự kỳ an cư kiết hạ, tất cả 7 người. Tôi thuyết giảng khoảng 40 ngày, từ sau bữa ăn sáng cho đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Các vị tăng dự thi, và kết quả rất khả quan, tất cả đều thi đậu. Như thế là tốt. Nhưng có một vấn đề liên quan đến những người thiếu thận trọng. Để học hỏi, vị tăng cần phải tụng đọc kinh điển rất nhiều lần. Thường thì những người buông lung và không dè dặt trở nên biếng nhác với sự hành thiện và dùng tất cả thời gian của họ để nghiên cứu, tụng đọc và học thuộc lòng. Điều này khiến họ lơ là những bổn phận của họ, những tiêu chuẩn tu hành của họ. Cho nên khi những vị tăng này hoàn tất công việc nghiên cứu và thi cử của họ, tôi nhận thấy một sự thay đổi trong cách ứng xử của họ. Họ không còn đi kinh hành nữa mà chỉ ngồi thiền một chút và bắt đầu giao tiếp nhiều hơn. Mức độ kềm chế và điềm tĩnh cũng giảm sút nhiều. Thật ra trong sự tu hành của chúng ta, khi bạn đi kinh hành, bạn nên thật sự đi. Khi ngồi thiền, bạn phải tập trung vào việc thiền quán. Bất kể là bạn đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều phải cố duy trì sự điềm tĩnh. Nhưng khi các sư dành nhiều thời gian để nghiên cứu kinh điển, đầu óc họ đầy ắp chữ nghĩa, họ say mê sách vở và quên mất chính mình. Điều này chỉ xảy ra với những người không có trí huệ, những người không tự kiềm chế và những người không có sự cảnh giác liên tục. Họ ngày càng trở nên lơ đãng, những cuộc chuyện trò và giao tiếp bâng quơ trở nên thường xuyên hơn. Đó không phải do bởi sự nghiên cứu kinh điển, mà do họ không nỗ lực, họ quên mất chính mình. Thật ra, kinh điển là những sự chỉ dẫn trên đường tu hành. Nếu chúng ta thật sự hiểu biết, thì nghiên cứu kinh điển sẽ trợ giúp cho việc hành thiền. Nhưng nếu chúng ta quên mất chính mình, sự nghiên cứu kinh điển chỉ dẫn tới những cuộc thảo luận vô bổ. Người ta quẳng việc hành thiền qua một bên, và không bao lâu thì họ hoàn tục. Không phải học hỏi là xấu hay sự tu hành là sai cách, nhưng những người đó không xem xét chính mình. Thấy thế, trong kỳ an cư kiết hạ kế tiếp, tôi không thuyết giảng nữa. Nhiều năm sau đó,
nhiều người trẻ đến xin xuất gia. Có người không biết gì về luật tàng và không hiểu gì về giới luật, nên tôi quyết định thay đổi đường lối của mình. Tôi yêu cầu các vị sư thâm niên làm công việc giảng dạy. Họ là những người đã từng nghiên cứu kinh điển và vẫn tiếp tục làm thế. Đây là lý do mà chúng ta có sự học hỏi giáo pháp ở đây. Tuy nhiên, khi kỳ thi kết thúc, tôi yêu cầu chư tăng củng cố lại sự tu hành của họ. Tất cả những kinh điển nào không liên quan trực tiếp tới việc tu hành, chúng tôi cất qua một bên. Chúng tôi củng cố lại chính mình. Chúng tôi trở lại với những tiêu chuẩn thường lệ. Chúng tôi tái lập những truyền thống cộng đồng của mình, chẳng hạn như việc tụng kinh hàng ngày. Đây là tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi làm thế chỉ để chống lại sự biến nhát và hay chán của mình. Đây là những gì tôi bảo các chư tăng. Đừng bỏ những sự tu hành căn bản của các bạn. Ăn ít, nói ít, ngủ ít, kiềm thúc, điềm tĩnh và tách biệt, kinh hành và ngồi thiền đều đặn, họp mặt thường xuyên vào những giờ nhất định. Hãy nỗ lực thực thi những điều này. Đừng lãng phí cơ hội tuyệt vời này. Hãy tu hành. Bạn có cơ hội để tu hành ở đây, bởi vì bạn sống với sự hướng dẫn của người thầy. Vị thầy sẽ bảo vệ bạn ở một mức độ nào đó, cho nên bạn nên dồn hết tâm trí vào sự tu hành. Kinh hành, ngồi thiền, tụng kinh sáng và tối, đây là bổn phận của bạn. Hãy nỗ lực và chuyên cần. Những người mặc áo tu mà lãng phí thời gian, những người tu hành loạn choạng, nhớ nhà và hoang mang, họ không có đủ quyết tâm, họ không để tâm vào sự tu hành. Chúng ta không thể cứ nằm lên nằm xuống ở nơi này. Là người xuất gia, học Phật, chúng ta sống và ăn uống đầy đủ. Chúng ta không nên xem thường điều đó. Sự buông thả trong khoái lạc và thoải mái là một điều nguy hiểm. Chúng ta nên trưởng dưỡng sự tu hành của mình, nỗ lực nhiều hơn, sửa đổi những gì sai lầm và đừng chìm đắm vào thế giới bên ngoài. Một người thành tâm không bao giờ lơ là việc kinh hành và ngồi thiền, không bao giờ ngừng nghỉ trong việc duy trì chánh niệm và sự điềm tĩnh. Một vị tăng sau khi dùng bữa treo chiếc áo tràng lên và chăm sóc những nhu cầu cần thiết rồi đi kinh hành, và con đường ông ta đi đã mòn hẳn. Vị tăng này là người có sự nỗ lực, là người nhiệt tâm với sự tu hành của mình. Nếu tất cả chúng ta đều tinh cần như thế đối với sự tu hành thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Nếu không chuyên tâm tu hành thì bạn tới đâu cũng như đang đi du hí mà thôi. Không thích nơi này, bạn đi nơi khác, rồi không thích chỗ đó, bạn lại quay về chỗ này. Chỉ bấy nhiêu thôi, chạy khắp nơi theo cái lỗ mũi của bạn. Bạn không cần phải đi quá nhiều nơi, chỉ việc ở lại đây tu hành và học hỏi đến nơi đến chốn. Tiến bộ và thoái hóa cũng là đây. Tu hành đúng cách là quân bình sự học hỏi giáo pháp và thực hành giáo pháp. Nếu tâm an ổn và thân thể khỏe mạnh, bạn trở nên điềm tĩnh. Còn nếu tâm rối loạn thì dầu cho thân thể có mạnh mẽ, bạn cũng gặp chướng ngại. Hành thiền là học rèn luyện và xả bỏ. Ở đây tôi nói học có nghĩa là mỗi khi tâm cảm nhận một điều gì, chúng ta có bám víu vào đó không? Chúng ta có làm cho nó trở thành vấn đề không? Chúng ta có cảm thấy thích thú hay chán ghét nó không? Nói ngắn gọn, chúng ta có còn chìm đắm trong những tư tưởng của mình không? Thường thì là như vậy. Nếu chúng ta không thích một điều gì, chúng ta tỏ ra bực bội. Nếu chúng ta thích điều đó, chúng ta cảm thấy sung sướng. Tâm trở nên ô nhiễm và phiền não. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta phải biết rằng mình vẫn còn có vấn đề. Chúng ta vẫn còn chưa hoàn mỹ và chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là xả bỏ nhiều hơn và tu hành tinh tấn hơn. Ý tôi nói học hỏi là như vậy đó. Nếu chúng ta còn dính mắc ở một nơi nào, chúng ta biết rằng mình còn bị kẹt. Chúng ta biết tình trạng hiện tại của mình và chúng ta nỗ lực sửa đổi. Sống bên cạnh vị thầy hay không cũng vậy. Có người cảm thấy sợ, họ sợ bị thầy la rầy nếu họ không đi kinh hành. Điều này cũng tốt. Nhưng nếu bạn thật tâm tu hành, bạn đâu cần phải sợ những người khác. Bạn chỉ sợ những lỗi lầm phát sinh từ thân khẩu ý của chính mình. Bạn canh phòng chính mình. Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện mình, hiểu biết mình. Đây là cái mà tôi gọi là tu học. Hãy suy ngẫm điều này cho đến khi bạn nhận biết nó rõ ràng.
Cách sống này là dựa vào tính nhẫn nại, không chùn bước trước mọi phiền não. Mặc dầu như thế là tốt, nó vẫn còn ở đẳng cấp tu hành mà chưa chứng đắc. Nếu đã chứng đắc thì bất kỳ những gì là sai trái chúng ta đã buông bỏ hết rồi. Bất kỳ điều gì là lợi ích chúng ta đều đã phát triển. Một khi chứng đắc, chúng ta kinh nghiệm một cảm giác an lạc. Bất kể người khác nói gì, chúng ta biết mình, chúng ta bình thản. Ở đâu chúng ta cũng tự tại. Những vị tăng trẻ mới tu có thể nghĩ rằng dường như vị cao tăng không đi kinh hành hay ngồi thiền nhiều cho lắm. Đừng bắt chước ông ta vì điều này. Bạn nên noi gương nhưng đừng bắt chước. Noi gương là một việc, bắt chước là một việc khác. Vị cao tăng an trụ trong trú xứ an lạc của riêng ông. Dầu bề ngoài ông có vẻ như không tu hành gì cả, ông tu hành ở bên trong. Những gì trong tâm ông không thể nhận biết được bằng mắt. Tu hành theo đạo Phật là tu tâm. Dầu rằng sự tu hành không lộ rõ trong hành động và lời nói của ông, tâm ông là một thứ khác. Cho nên, một vị thầy đã tu hành lâu năm, đã đi xa trên đường đạo, có thể có vẻ như phóng túng trong hành động và lời nói của mình, nhưng ông luôn cảnh giác. Ông bình thản, chỉ nhìn vào những hành động bên ngoài của ông ấy thôi. Rồi bạn cố bắt chước ông. Nói bất cứ những gì bạn muốn, nhưng nó không giống nhau. Bạn không có cùng đẳng cấp với ông. Mặc dầu vị thầy có thể như chỉ ngồi quanh quẩn, ông không phóng dật. Ông sống trong thế gian, nhưng không bị khuấy động bởi nó. Chúng ta không thể nhìn thấy điều này, cho nên đừng phán xét dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Khi chúng ta nói hay hành động, tâm của chúng ta sẽ tương ứng với lời nói hay hành động đó. Nhưng một người đã tu hành đắc đạo có thể làm hay nói một điều gì một cách nào đó, nhưng tâm của họ thì khác hẳn, bởi vì nó theo sát Phật pháp và giới luật. Chẳng hạn, có lúc vị thầy có thể nghiêm khắc với đệ tử của mình. Lời nói của ông có thể gay gắt và phóng túng, hành động của ông thô lỗ, nhưng tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Chúng ta không nhìn thấy cái tâm không rời Phật pháp và giới luật của ông. Hãy làm theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Chánh niệm là con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Hãy suy ngẫm điều này. Bất cứ những gì người khác làm không phải là quan trọng, chỉ nhớ đừng buông lung. Hãy hiểu rằng chữ tỳ kheo theo định nghĩa của Đức Phật là người nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi. Kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi là kẻ nhìn thấy những sự sai lầm bản chất của thế gian. Thế giới này có quá nhiều hiểm họa, nhưng đa số người không nhìn thấy nó. Họ chỉ thấy những sự khoái lạc và hạnh phúc. Luân hồi là gì? Nỗi khổ của sự luân hồi thì khôn tả xiết, không thể tưởng tượng được. Hạnh phúc cũng là luân hồi. Nếu chúng ta không nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi, thì khi hạnh phúc đến, chúng ta bám chặt vào sự hạnh phúc và quên đi sự đau khổ. Chúng ta giống như một đứa trẻ không biết lửa là gì. Nếu chúng ta hiểu sự tu hành là như vậy, tỳ kheo là kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi. Nếu sự hiểu biết này, sự giảng dạy này được khắc sâu vào người chúng ta, thì dầu là đi, đứng, nằm hay ngồi, ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều sẽ thản nhiên. Chúng ta xem xét chính mình, sự cảnh giác luôn luôn ở đó. Ngay cả khi đang ngồi yên thoải mái, chúng ta cũng cảm thấy như thế. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta đều nhìn thấy hiểm họa này. Cho nên chúng ta luôn ở trong một trạng thái tâm thức khác hẳn. Kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi, sống trong sự luân hồi mà cũng như không sống trong đó. Có nghĩa là họ hiểu quan niệm đó và họ hiểu tính siêu việt của nó. Bất cứ những gì một người như thế nói ra cũng không giống những gì một người phàm nói. Bất cứ họ làm gì cũng không giống nhau. Bất cứ họ nghĩ gì cũng không giống nhau. Cách ứng xử của họ cũng khôn ngoan hơn rất nhiều. Cho nên có câu nói, noi gương nhưng đừng bắt chước. Kẻ ngu bám chặt vào mọi thứ, bạn không nên làm thế. Đừng quên mất chính mình. Về phần tôi, bởi thân thể tôi không khỏe cho lắm, tôi sẽ để những vị tăng khác chăm sóc một vài việc cho tôi. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Từ trước đến nay đã là như vậy rồi. Chừng nào cha mẹ còn sống, con cái đều khỏe mạnh và tốt đẹp. Khi cha mẹ chết, con cái chia lìa. Lúc trước chúng giàu có, nay thì nghèo. Điều này thường xảy ra trong đời sống thế tục, và nó cũng xảy ra ở đây. Ví dụ,
Khi vị thầy còn sống, mọi người đều vui vẻ và tiến bộ. Ông vừa qua đời là sự suy thoái bắt đầu ngay lập tức. Tại sao vậy? Bởi vì khi vị thầy còn sống, người ta cảm thấy sự tự mãn và họ quên đi chính mình. Họ không thực sự nỗ lực với sự học hỏi và tu hành. Như trong đời sống thế tục, khi cha mẹ còn sống, con cái phó thác mọi việc cho cha mẹ. Chúng dựa vào cha mẹ chúng và không biết cách chăm sóc cho chính mình. Khi cha mẹ chết, chúng trở thành những người ăn mày. Trong đời sống xuất gia nó cũng vậy. Nếu vị thầy đi khỏi hay chết, điều gần như luôn luôn xảy ra là các vị tăng sẽ giao tiếp nhiều hơn, chia phe phái và suy thoái dần. Sống dựa vào công đức của vị thầy, mọi việc đều trôi chảy. Khi vị thầy qua đời, các đệ tử thường chia rẽ, quan điểm xung đột. Những người nghĩ sai sống ở một nơi, những người nghĩ đúng sống ở một nơi khác. Những người cảm thấy bất an rời bỏ đoàn thể, dựng lên tu viện mới và thiết lập tông phái mới với nhóm đệ tử của riêng họ. Nó là như vậy đó. Lỗi là ở chúng ta. Khi vị thầy còn sống, chúng ta thiếu cảnh giác. Chúng ta không đem những tiêu chuẩn tu hành mà vị thầy dạy dỗ và ghi khắc chúng vào tâm của mình. Sự tu hành của chúng ta là như vậy. Chẳng hạn, nếu trong số những người xuất gia ở đây chỉ có 10 người tu hành tốt thì Quách Ba Bông sẽ hưng thịnh. Giống như trong ngôi làng có 100 căn nhà, dầu chỉ có 50 người tốt thôi, ngôi làng đó cũng sẽ hưng thịnh. Thật ra, tìm được 10 người tốt thôi cũng đã khó lắm rồi. Còn với một tu viện như nơi này, khó mà tìm được ngay cả 5 hay 6 vị tăng thật sự thành tâm, thật sự tu hành. Dù sao đi nữa, bổn phận duy nhất của chúng ta bây giờ là tu hành cho tốt. Thử nghĩ đi, chúng ta có được gì ở đây? Chúng ta không có của cải, tài sản và gia đình nữa. Ngay cả thức ăn, chúng ta cũng chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Là một người xuất gia, chúng ta xả bỏ mọi thứ. Chúng ta không nắm giữ một thứ gì. Tất cả những thứ mà người đời hưởng thụ, chúng ta đều dứt bỏ. Chúng ta xuất gia là để tu hành. Vậy thì tại sao chúng ta lại thèm khát những thứ khác? Dính mắc vào sự tham lam, quán thù hay tà kiến. Nếu chúng ta không tu hành thì còn tệ hơn những người tại gia, bởi chúng ta không có chức phận gì cả. Nếu chúng ta không làm công việc gì hay nhận lãnh trách nhiệm của mình thì đó là sự lãng phí một đời sống sa môn. Sống mà không tỉnh giác thì cũng như chết. Hãy tự hỏi mình, tôi có thời gian để tu hành khi tôi chết không? Hãy luôn tự hỏi khi nào mình chết. Nếu chúng ta nghĩ như thế mãi, tâm của chúng ta sẽ luôn tỉnh giác. Khi có sự tỉnh giác liên tục, chánh niệm sẽ tự động theo sau, trí huệ sẽ sáng tỏ và chúng ta nhìn thấy bản chất thật của mọi vật. Sự tỉnh giác sẽ canh gác tâm, nhận biết sự nảy sinh của cảm xúc vào mọi lúc, ngày lẫn đêm. Đó gọi là có chánh niệm. Có chánh niệm là có sự tỉnh giác liên tục. Một người luôn tỉnh giác là người tu hành đúng cách. Đây là bổn phận của chúng ta.